Tất cả những anh em nào biết quán thịt chó Hà Thành thì các anh em sẽ không bao giờ quên được là em cô gái vàng trong làng chó quay đây này. Em Tám ơi, em làm lại lâu chưa? Em đến tháng rồi. À, làm lại một tháng rồi phải không? Thịt chó nhiều cái béo. Em Tám làm một thời gian là nghỉ có lý do. Sao vứt vào lửa đấy?